Hello, xin chào anh em. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục vào chơi trong con game tài xỉu hot nhất ở thời điểm hiện tại, đó là con 68 game bài anh em nhé. Thì đầu tiên đó là mối với một con game đổi thưởng thì anh em sẽ cần tìm một con game đổi thưởng uy tín. Vậy thì chúng ta sẽ dựa vào những cái yếu tố nào? Đoạn chúng ta sẽ dựa vào những yếu tố nào? Yếu tố đầu tiên đó chính là về cái số lượng người chơi, để xem cái số lượng người chơi nó ít hay là nó nhiều, đúng không ạ? Số lượng người chơi nhiều thì đảm bảo là nó sẽ uy tín một phần, đúng không? Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là chúng ta sẽ dựa vào là gì? Cái à, nhưng mà trong cái số lượng người chơi này nhá thì nó vẫn sẽ kèm theo bot nha anh em nhá, nó sẽ vẫn kèm theo bot, thấy chưa? Cái yếu tố thứ hai đó là gì? Anh em sẽ dựa vào cái bảng này cho mình, cái thanh này này, cái hàng này này. Thì anh em sẽ sử dụng hai cái thiết bị để anh em có thể check xem là à liệu rằng là cái hàng này thì nó có giống nhau hay không ở trên hai cái máy. Nếu như hai cái máy nó ra kết quả nó khác nhau thì không chơi, không nên chơi và chắc chắn là không chơi được. Đấy, rất là bịp anh em nha, được chưa? Đấy là cái yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ hai, thứ ba, yếu tố thứ ba đó chính là về cái yếu tố thứ ba chính là, từ từ anh em ơi, má này, bắn nhầm. Yếu tố thứ ba chính là về cái độ trả thưởng của nó, liệu là nó có trả thưởng không. Ví dụ như anh em trả thưởng, anh em nạp 300k đi, anh em tự tự bản thân mình 300k, anh em đánh nạp 300k, anh em đánh 500k, anh em rút về, nếu như nó rút về nó đổi thưởng thành công, đúng không ạ, thì là con game đấy nó uy tín rồi. Cái này ấy, thì anh em tự trải nghiệm thì nó sẽ độ tốt hơn. Tại vì sao? Tại vì là cái gì cũng thế, tự bản thân mình trải nghiệm, tự bản thân mình ấy thì nó sẽ dễ hơn, đúng không ạ? Đấy, nó sẽ dễ hơn, đúng chưa? Cái yếu tố ba, cái yếu tố này nó sẽ giúp cho anh em là gì, xác định được con game nó có uy tín hay không. Ví dụ như anh em chơi ấy, thì mình sẽ chơi như nào, chơi theo cái phương pháp nào, đúng không? Đấy cũng là một câu hỏi. Thì xác định được game uy tín rồi thì mình tự trải nghiệm, là bản thân mình trải nghiệm là mình sẽ tự cảm nhận được là nó uy tín hay không thôi, được chưa? Tự cảm nhận được nó có uy tín hay không thôi. Ok, thì vốn của mình ngày hôm nay có 21 mê thì mình sẽ xác định là đánh đi 25 mê thì mình sẽ nghỉ nha anh em nha. 25 mê thì mình sẽ dừng. Đấy, đầu tiên là mình sẽ bắt cầu theo cái phương pháp là bắt theo cái điểm điểm phiên nha anh em nha. Thuận 1 này, 22. Từ từ đã. Đảo 1 này. Thuận 1 này. Đảo 1 này. Trời, cầu đi cái gì đây? 1 này, thuận 1 này. Đảo 1 này, thuận 1 này, đảo 1 này. Thế là cầu này sẽ là cầu thuận nha. Đấy, nó đang đi theo cái trường hợp đặc biệt anh em ạ. Nó đang đi theo cái trường hợp đặc biệt thì tay này nó sẽ là thuận. Thuận thì ván này nó sẽ là về bên xỉu thôi. Xuất phát điểm với 1M nhá. Cái trường hợp đặc biệt này là nó là đi, sẽ là đi xen kẽ giữa một đảo một thuận, một đảo một thuận, một đảo một thuận, được chưa? Đấy. Cái này thì mình đang xác định cầu cho anh em là nó sẽ đi kiểu như thế. Thì cái phương pháp điểm phiên ấy thì anh em đánh nó rất là dễ thôi. Thế là nó kết thúc cầu đảo, kết thúc cái phiên đảo một đảo một thuận, một đảo một thuận rồi anh em ạ. Bây giờ thì nó chuyển sang là bao nhiêu đây? Một thuận này. Một thuận một đảo này, đúng không? Từ từ đã, để nó hết cầu chưa? Hết rồi đúng không? Đảo một này. Đảo hai này, vậy là cầu này nó chuyển sang cầu đảo hoàn toàn anh em nhé. Bây giờ hai tay liên tiếp nó đi đảo công thức rồi thì chắc chắn là nó sẽ đi đảo công, là từ cái tay thứ ba anh em sẽ đánh đảo công thức cho mình. 20 đảo công thức thì mình sẽ đánh bên tài 30. Thì cái phương pháp nó đánh rất là đơn giản thôi, đó là anh em sẽ lấy cái số cuối của phiên này cộng với kết quả của cái phiên đấy, tức là 7 cộng với 13 thì sẽ bằng 20, đúng không ạ? Thì khi mình em cộng tổng vào cái số tổng này, nó lớn hơn hoặc bằng 5 anh em trừ đi 5, lớn hơn hoặc bằng 12 anh em trừ đi 12, lớn hơn hoặc bằng 18 anh em trừ đi 18 và lớn hơn là bằng 24 thì anh em trừ đi 24 của mình. Thì 20 nó lớn hơn 18 và nó nhỏ hơn 24 thì mình sẽ đánh là gì? Trừ đi bao nhiêu? Trừ đi 10, 18 và sẽ bằng 2. 2 thì cái là cầu đảo thì mình sẽ đánh bên tài. Còn theo cầu thuận thì nó về số chẵn. Số 2 thì mình phải đánh bên xỉu. Còn số lẻ là mình sẽ phải đánh bên tài anh em nhá. Đấy. Được chưa? Ôi, cái ván vừa rồi nó lại đi thuận này. Cái ván vừa rồi đi thuận này, hai thuận một à hai đảo một thuận thì tay này mình vẫn đánh đảo bình thường thôi, tay này mình vẫn đánh đảo thôi. Đấy, cái đấy là cái sai số nha anh em nhé. 8 cộng với 8 thì sẽ bằng 16, 16 trừ 12 bằng 4. 4 thì theo công thức là đảo công thức thì mình sẽ đánh bên tài. Đấy, đảo công thức thì mình sẽ đánh bên tài.
thì mình sẽ vào tiền theo cái tỷ lệ là 1, 3, 2, 4 nha anh em nha. Vào tiền theo cái tỷ lệ 1, 3, 2, 4. Tức là 1M mình không win, mình đánh 3M. 3M không win thì mình về 2M. 2M mà không ăn thì mình sẽ lên 4M. Đấy, khi mà nó lên đến 4M rồi thì anh em sẽ xác định được cầu rồi. Đấy, bây giờ là 2 thuận, 2 đảo, 1 thuận. Thì tay này mình vẫn đánh đảo như bình thường thôi. Vẫn đánh đảo công thức nha. Khi mà nó xuất hiện hai ván đảo công thức thì mình sẽ đánh đảo. Đấy, chính xác nha. 20 mê. Lên được 24 mê là nghỉ nha. Lên được 24 mê là nghỉ. Có lẽ là mình sẽ phải thay đổi xuất phát điểm của mình. Tiếp tục đánh đảo tiếp này. Công thức bây giờ vẫn đang đảo công thức nha. Vẫn đang đảo công thức này. 9 này. 9 cộng với 16 thì sẽ bằng 25. Đúng không ạ? 25 thì mình sẽ trừ đi 24. Và sẽ bằng 1. 1 thì đảo công thức là mình sẽ đánh bên xỉu. Mình sẽ thay đổi xuất phát điểm là mình sẽ lên 2M đi. Xuất phát điểm mình lên 2M đi. Ok. Thì bây giờ xuất phát điểm thì mình sẽ lên là 2M đúng không ạ? 2M xuất phát điểm, bây giờ mình thay đổi xuất phát điểm rồi. Để nó nhanh là hoàn thành cái mục tiêu mình đề ra, một đi, một đi. Ui rồi, không phải là một anh em ạ. Lại là một. Vậy là tiếp tục đánh đảo nha. Tiếp tục đánh đảo thì là không này. 0 cộng 6 thì sẽ bằng 6. 6 trừ 5 bằng 1. 1 đánh đảo tay này đánh xỉu tiếp. 1 đánh đảo này đánh xỉu tiếp. Đấy. Thì ví dụ như bây giờ mình thay đổi công thức là gì? Bây giờ 2M không win thì mình sẽ lên 6M. 6M không win thì 4M. 4M không win thì 8M. Đấy. Mình sẽ vào tiền theo phương pháp đấy nhá. 1 đánh đảo. Đánh đảo tay này sẽ thuộc là xỉu. B là 18 rồi thì lên sẽ lên được 24 không? Ít nhất phải thắng hai tay nữa, tay này với tay sau ít nhất phải thắng hai tay này. Hoặc nếu như tay này gãy thì tay sau mình phải thắng. Thì mình sẽ đạt được cái mục tiêu nhá. Anh em chơi thì mình nên cần đặt ra một cái mục tiêu. Mình nên đặt ra một cái mục tiêu nha anh em nhá. Ôi giời, là cầu 11 anh em ạ. Là cầu 11. Là cầu 11. Ok này. Tiếp tục đánh đảo nha. Vẫn đánh đảo như bình thường nha. Khi nào nó xuất hiện hai ván thuận thì mình mới đánh thuận nha. 1 cộng với 12 thì sẽ bằng 13. 13 trừ 12 thì sẽ bằng 1. 1 thì đánh đảo thì tay này mình sẽ đánh bên xỉu. 6M này. Đấy, 6M thì nếu mà ván này win nữa thì mình sẽ đủ 24M là mình sẽ nghỉ nha. Còn nếu như không win được tay này thì tức là mình sẽ bị lỗ khoảng độ 10M. 9, 10M gì đấy thì mình cũng sẽ nghỉ thôi. Tức là mình xác định là bây giờ nếu mà lên được 24M là mình nghỉ. Và nếu như thua xuống là còn 12M là mình cũng nghỉ luôn. Đấy, đừng để thua hết anh em ạ. Thật sự ấy, chơi là mình đừng để thua hết. Thua hết là 100% là anh em sẽ không không bao giờ anh em thắng được đâu. Ok này, chốt cầu 11 này. Lên là nghỉ luôn nhá. Thắng tay này là nghỉ luôn. Rồi. Rồi ok, 2, 3, 4. Quá tuyệt vời anh em ơi. Thế thôi, lên 24M đi, bây giờ nghỉ thôi anh em nhé. Đấy. Thì sử dụng cái phương pháp và cái công thức như thế là nó sẽ hiệu quả hơn khá là nhiều đấy. So với việc là anh em đánh tù mù đúng không? Bạn lag luôn à. Rồi ok, thì clip này thì mình sẽ dừng ở đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những clip tiếp theo của mình.